Xin chào các bạn, hôm nay Tuyên Dục sẽ gửi đến cho các bạn tân sinh viên khối ngành y dược một thông tin khá là hữu ích nhé. Đó là top 5 trường công lập có mức học phí ngành y dược cao nhất trong năm học 2021-2022. Trong năm học 2021-2022, mức học phí đối với các ngành y dược vẫn theo nghị định 86 của chính phủ năm 2015. Vì vậy, hầu hết các trường công lập đều giữ mức học phí ổn định là 14.300.000 đồng trong một năm. Đối với các ngành y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền, y học dự phòng, điều dưỡng, dinh dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, y học khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng, cũng như ngành dược học và hóa dược. Sau đây là các trường đại học vẫn giữ mức thu học phí theo nghị định 86 của chính phủ, gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Tây Nguyên. Sau đây là một trường hợp khá đặc biệt, đó là Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội. Học phí năm học 2021-2022 đối với các ngành thuộc chương trình chuẩn như y khoa, dược học, kỹ thuật xét nghiệm, y học và kỹ thuật hình ảnh y học là 14.300.000 đồng. Nhưng học phí chương trình chất lượng cao ngành răng hàm mặt là 60 triệu đồng cho một năm nhé. Sau một hồi đi lòng vòng thì chúng ta bây giờ đến với top 5 nhé. Đứng vị trí thứ 5, đó là Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Trong năm học 2021-2022, nhà trường sẽ có hai mức thu học phí khác nhau. Đối với các ngành y khoa, y học dự phòng, y tế công cộng, dược học, điều dưỡng sẽ là 18.500.000 đồng cho một năm. Còn các ngành y đa khoa, y học cổ truyền, dược học sẽ là 24.500.000 đồng cho một năm nhé. Đứng ở vị trí thứ 4, đó là Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Mức thu học phí năm học 2021-2022 của nhà trường đối với tất cả các ngành đào tạo của nhà trường theo chương trình đại trà đó là 24.600.000 đồng cho một năm. Đứng ở vị trí thứ 3, đó là Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Năm học 2021-2022, trường thực hiện tự chủ tài chính. Vì vậy, nhà trường có hai mức thu học phí như sau. Đối với các ngành điều dưỡng, dinh dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng là 28 triệu đồng trên một năm. Còn đối với các ngành y khoa, dược học, răng hàm mặt sẽ là 32 triệu đồng trên một năm. Đứng ở vị trí thứ hai, đó là Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mức thu học phí năm học 2021-2022 của nhà trường sẽ có nhiều mức khác nhau đối với từng ngành. Đối với ngành y khoa chất lượng cao sẽ là 60 triệu đồng trên một năm. Đối với ngành dược học chất lượng cao sẽ là 55 triệu đồng trên một năm. Và đối với ngành răng hàm mặt chất lượng cao sẽ là 88 triệu đồng trên một năm. Đứng ở vị trí thứ nhất, đó là Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Mức thu học phí của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022 có thể coi là cao nhất so với mặt bằng chung của các trường đại học y dược trong cả nước tính trong công lập thôi nhé. Sau đây mình sẽ điểm qua các mức học phí từ cao xuống thấp nhé. Đối với ngành răng hàm mặt sẽ là 70 triệu đồng trên một năm. Đối với ngành y khoa sẽ là 68 triệu đồng trên một năm. Đối với ngành phục hình răng là 55 triệu đồng trên một năm. Đối với ngành dược học sẽ là 50 triệu đồng trên một năm. Đối với ngành y học cổ truyền, y học dự phòng, dinh dưỡng, y tế công cộng là 38 triệu đồng trên một năm. Còn đối với các ngành thuộc khoa điều dưỡng, kỹ thuật y học sẽ là 40 triệu đồng trên một năm. Sau đây mình sẽ bonus cho các bạn thêm một trường, đó là Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Vì trường chỉ đào tạo một ngành trong khối ngành sức khỏe, đó là ngành dược học, nhưng học phí cũng không kém gì top 5 đâu nhé. Mức học phí của ngành dược học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng đó là 46 triệu đồng trên một năm. Vừa rồi mình đã điểm qua top 5 trường công lập có mức học phí ngành y dược cao nhất trong năm học 2021-2022 rồi. Nếu các bạn còn thắc mắc về mức học phí của trường đại học nào thì đừng ngại comment dưới phần bình luận nhé. Một bí với các bạn, số tiếp theo mình sẽ làm về top 5 trường ngoài công lập có mức học phí ngành y dược cao nhất trong năm học 2021-2022 nhé. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. À quên, nếu các bạn thấy clip vừa rồi hay thì đừng quên để lại một like và một share cũng như đăng ký kênh nhé.